Harry Won bị thiếu tiền và quần áo khi lưu diễn ở Mỹ. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên chỉ mang theo đúng 3 trang phục cũng như 300 USD vì chủ quan đã có bạn trai bên cạnh. Harry Won không có tiền và quần áo khi sang Mỹ lưu diễn. Sau khi hoàn tất màn trình diễn Anh Cứ Đi Đi, Harry Won buồn bã chia sẻ: "Tự nhiên hát bài Anh Cứ Đi Đi, xong anh ấy đi luôn rồi nên Harry hơi buồn." Sau sự việc Trấn Thành bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ vì sự cố visa hết hạn, bạn gái của anh là Harry Won phải một mình thực hiện chuyến lưu diễn cùng các đồng nghiệp. Trong đêm diễn cách đây không lâu tại tiểu bang California, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ về sự cố này cũng như cảm xúc phải xa người yêu. Nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt Hàn chia sẻ trước chuyến lưu diễn. Trấn Thành bảo cô: "Mỹ đang vào mùa sale, quần áo được giảm giá rất nhiều nên không cần mang theo nhiều đồ, chỉ cần mang đúng 3 bộ đồ để đi diễn ngày đầu tiên là được. Phần còn lại Trấn Thành hứa sẽ mua sắm cho bạn gái." Dù biết sẽ được người yêu lo cho mọi việc, nhưng Harry kể cô vẫn mang theo 300 USD để dành túi. Tuy nhiên, khi Trấn Thành bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, số tiền này trở nên quá nhỏ nên không thể mua sắm chuẩn bị được bất cứ thứ gì. "Lúc đó em quá hoảng hốt, không biết làm gì. Chẳng lẽ hỏi mượn mỗi người 50-100 đô thì hèn quá, nên các anh chị nghệ sĩ gợi ý em hỏi ứng tiền trước. Cuối cùng, em nhờ chị Liên bầu xô ứng trước 1.000 USD. Sau khi mua đồ diễn, đồ cá nhân, giày dép là hết luôn." Trước đó, người yêu Trấn Thành cho biết cô rất lo lắng vì tiếng Việt lơ lớ, sợ khi hát khán giả sẽ không hiểu, trang phục của mình cũng không chuyên nghiệp. Tuy nhiên, may mắn khi cô tìm ra được vài bộ đồ đẹp để tiếp tục trình diễn. Harry Won kể thêm, khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, để mọi thủ tục nhanh chóng hơn nên hành lý của cô được đăng ký dưới tên Trấn Thành. Do đó, khi cây hài bị từ chối nhập cảnh, toàn bộ vali cũng bị trả về theo. Cuối cùng, chiếc vali duy nhất theo cô đến Mỹ an toàn lại đựng toàn bộ đĩa hài của Trấn Thành, lên đến 21kg. Do đó, cô phải tự tay bán đĩa cho bạn trai sau khi kết thúc mỗi show diễn. Cô nói đùa, "Em bán giùm anh ấy cũng không phải tiền của em, anh Thành rất thông minh, em đánh giá cao điều này." Trong đêm diễn, sau khi hoàn tất màn trình diễn Anh Cứ Đi Đi, Harry Won buồn bã chia sẻ: "Tự nhiên hát bài Anh Cứ Đi Đi, xong anh ấy đi luôn rồi nên Harry hơi buồn." Lời tâm sự chân thành của cô khiến khán giả đồng cảm và dành nhiều tràng pháo tay. Trước đó, khuya ngày 29 tháng 6, cặp đôi xuất hiện tại sân bay để đáp chuyến bay sang Mỹ lưu diễn. Tuy nhiên, Trấn Thành đã không thể tham dự show diễn như kế hoạch vì visa bị hủy ngay tại cửa khẩu. Lần đầu đi lưu diễn xa nhà mà không có bạn trai bên cạnh, Harry Won liên tục cập nhật trạng thái bi quan trên trang cá nhân. Cô chia sẻ sức khỏe không được tốt, không ngủ được 3 đêm liền do sốt dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Cùng thời điểm này, Harry Won đăng tải dòng trạng thái ngắn ngủi, tự kỷ trên Instagram.